Mến chào quý phụ huynh và các em nhỏ. Chương trình Trang tuổi thơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh rất vui được gặp lại quý phụ huynh và các em nhỏ. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý phụ huynh và các em nhỏ cùng theo dõi phần trao đổi của phóng viên và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thiện Mỹ Tâm về một vấn đề luôn được phụ huynh và xã hội quan tâm, đó là xâm hại trẻ em cũng như các cách phòng chống. Xin chào chị. Thì trong thời gian qua, chị cũng như là anh Thảo và cũng như là quý vị phụ huynh, chúng ta cũng nghe nói nhiều đến những cái vụ xâm hại trẻ em, trong đó là có những cái trường hợp rất là thương tâm, như là kẻ xâm hại lấy đi tính mạng của trẻ. Thì là một vị phụ huynh đồng thời cũng là một chuyên gia tâm lý, thì chị nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Chào anh Thảo, chào chương trình. Đây là một vấn đề tôi nghĩ không chỉ của riêng ai, mà nó là một vấn đề rất là đau lòng, nhức nhối của toàn xã hội. Và khi nghe đến vấn đề một trẻ nào đó bị xâm hại thì chúng ta rất là tức giận. Và bản thân tôi làm trong ngành này thì mình nghĩ là mình cũng nên hành động nào đó để cùng chung tay góp sức với toàn xã hội giảm thiểu cũng như là ngăn chặn cái tình trạng đối xâm hại đối với trẻ em. Những con số mà chúng ta thấy, chúng ta được biết, được nghe thì đó là tôi nghĩ là chỉ là tảng băng nổi thôi. Tảng băng chìm về vấn đề này cũng còn nhiều vấn đề để nói. Ví dụ như là thái độ của người lớn đối với việc này, rồi kỹ năng của trẻ khi mà không bảo vệ được mình, rồi còn nhiều vấn đề khác nữa. Ví dụ như là cái mối quan hệ của nhà trường, gia đình và xã hội, nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi nghĩ những cái nguyên nhân mà chúng ta có thể đề cập đến, bởi vì trẻ sống trong gia đình và ba mẹ là và những cái người chăm sóc trẻ đó là những cái người mà trực tiếp đối với trẻ. Như vậy thì vấn đề ở đây là thái độ của chúng ta đối với việc này như thế nào. Thì đối với theo quan sát và theo những cái thông tin được biết thì chúng tôi được thấy là thường thì cái thái độ của người lớn đối với việc này có khi là chúng ta không lờ qua, thờ ơ, bỏ qua do những cái nguyên nhân. Ví dụ như đó là người trong gia đình thì chúng ta lại càng bỏ qua. Thì đó là chúng ta vô hình chung chúng ta lại để cho những cái hành vi này nó tiếp tục diễn ra. Thì như vậy thì chúng ta thấy là đối với những cái trường hợp tình trạng như vậy thì thái độ bản thân của người lớn phải đối diện với sự thật và phải dũng cảm chấp nhận cái sự thật đó, thì chúng ta mới có thể chung tay góp sức để mà ngăn chặn cái tình trạng này được. Và cái tảng băng chìm của cái sự việc này như tôi đã chia sẻ, đó là thái độ của người lớn, đó là kỹ năng của người lớn, đó là kỹ năng của trẻ em không biết bảo vệ mình, và đó là những cái vấn đề về mạng xã hội mà chúng ta thấy là nếu mà trẻ em nó bị đưa lên trên mạng xã hội về vấn đề này thì không phải là một vài người biết, mà cái mức độ nguy hiểm nó lan tỏa rất là nhanh. Cho nên là chúng ta cần có những cái biện pháp rất là hữu hiệu để khắc phục tình trạng này càng nhanh càng tốt. Vậy thì để giúp cho quý phụ huynh cũng như là các em nhỏ phòng tránh được cái việc bị xâm hại thì chị có lời khuyên gì đối với tất cả mọi người ạ? Như nãy mình chia sẻ thì cái việc xâm hại đối với trẻ em không phải là chỉ là những cái hành vi, mà đó còn là những cái lời nói đối với trẻ. Nhiều khi người lớn chúng ta không để ý tới những lời nói, nhưng mà cái lời nói nó đi vào đứa trẻ, đi vào tâm hồn của trẻ, thì những cái lời nói đó sẽ mang theo trẻ đến suốt cuộc đời. Cho nên vấn đề này chúng ta cũng cần lưu ý là những cái lời nói, hành vi mà gây tổn hại đến sức khỏe, đến tình cảm, tâm lý, đến thể chất của trẻ thì chúng ta phải điều tránh hết. Do vậy mà tôi có cái chia sẻ với quý phụ huynh là chúng ta nói chuyện với con cái thì chúng ta cũng nên là dùng những lời nói mềm mỏng nhẹ nhàng khi gặp những cái trường hợp nào xảy ra, và không nên là trách cứ trẻ,
không nên là đổ lỗi cho trẻ và hãy tin tưởng ở trẻ về những vấn đề mà trẻ chia sẻ. Và bình thường á, thì phụ huynh là rất là ít chia sẻ với trẻ, cho nên là tôi cũng mong muốn là quý phụ huynh cũng nên là tạo cơ hội để cho con nó nói lên tiếng nói của mình và nó chia sẻ thường xuyên với phụ huynh. Và cái việc chia sẻ thường xuyên với phụ huynh là vấn đề này ít có xảy ra lắm, tại vì chúng ta đã theo dõi, đã nắm bắt tâm tư tình cảm của con hàng ngày thì chúng ta biết rằng là nó có những cái vấn đề nào khúc mắc và chúng ta là sẽ là có biện pháp ngay, cùng với trẻ trao đổi ngay, thì vấn đề này nó ít có xảy ra. Cái thứ hai là như hồi nãy tôi nói là cái thái độ của phụ huynh. Phụ huynh ở đây không phải là cha mẹ không, và đó là những cái người lớn xung quanh trẻ. Những cái người lớn xung quanh trẻ phải có cái thái độ là dứt khoát, kiên quyết với cái sự việc này. Cái thứ hai nữa là phải dũng cảm tố giác, dũng cảm đối diện. Và cái thứ ba nữa là phải bình tĩnh, kiềm chế khi mà trẻ gặp phải cái trường hợp đó xảy ra đối với trẻ rồi, thì chúng ta phải cùng nhau bình tĩnh kiềm chế và cùng nhau cùng với trẻ là làm sao giải quyết được hậu quả của nó để không có ảnh hưởng đến cái vấn đề về tâm lý, về tinh thần của trẻ, để trẻ có thể tự tin bước vào cái cuộc sống. Và vấn đề nữa là chúng ta hãy nên kiên nhẫn, tại vì cái quá trình giáo dục trẻ cũng như cái quá trình mà làm cho một cái đứa trẻ từ thí dụ như cái trường hợp nó bị xâm hại thì chúng ta muốn cho nó trở lại bình thường thì chúng ta phải kiên nhẫn. Tại vì giáo dục cái gì mà muốn hình thành được cái gì, hoặc là muốn từ cái chuyện này mà trở thành một cái người bình thường, cái câu chuyện nó lâu dài lắm. Cái quá trình giáo dục là quá trình rất lâu dài, cho nên là khi chúng ta tham gia vào cái việc quá trình giáo dục đó thì các vị phụ huynh cũng như người lớn phải thật kiên nhẫn đối với trẻ và thật nhẹ nhàng, mềm mỏng và cùng nhau chia sẻ với trẻ để chúng ta cùng nhau là khắc phục tình trạng cũng như là phòng chống được cái tình trạng là xâm hại trẻ em đối với toàn xã hội. Xin cảm ơn chị đã có buổi cái trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Thì hy vọng là qua những cái gì mà chị đã chia sẻ thì quý phụ huynh cũng sẽ có cách để định hướng cho con em của mình trong cái cuộc sống để phòng tránh cái việc xâm hại trẻ em. Xin cảm ơn chị ạ. Tiếp theo mời quý phụ huynh và các em nhỏ cùng xem bài hát Vâng Lời Bác Dạy do Liên đội Trường Tiểu học Tu Hai, huyện Châu Thành biểu diễn. Đây là bài hát tham gia cuộc thi trực tuyến Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em năm 2021 do Hội đồng đội Trung ương tổ chức.
Quý phụ huynh và các em nhỏ ơi, thời lượng dành cho chương trình Trang Tuổi Thơ hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại quý phụ huynh và các em nhỏ trong những số phát sóng tiếp theo với những nội dung thú vị và hấp dẫn, phù hợp với các bạn nhỏ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.